Theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018 sẽ tịch thu xe 3 đến 4 bánh tự chế dùng để chở người, chở hàng hóa công kênh. Những xe không đủ điều kiện lưu hành sẽ bị thu hồi và tiêu hủy. Đề xuất này nhằm hạn chế tiến tới cấm sử dụng xe 3 bánh vận tải hàng hóa. Theo số liệu thống kê cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 4.000 xe 3-4 bánh tự chế đang hoạt động nhưng chỉ có 33 xe được đăng ký và cấp phép lưu hành, con số này đồng nghĩa với việc 99% xe còn lại đang hoạt động trái phép. Nhiều xe trong số đó lợi dụng giả danh thương binh để chở hàng hóa công cành, chạy ẩu, bất chấp coi thường pháp luật. Theo lộ trình, bắt đầu từ tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, thành phố Hà Nội sẽ cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm cho các xe cơ giới 3-4 bánh do thương binh điều khiển, không được phép chở thêm người và hàng hóa tham gia giao thông. Đảm bảo mỗi thương binh chỉ sử dụng một xe 3-4 bánh, có nguồn gốc nơi sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe, cũng như đủ sức khỏe để lái xe. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ thu hồi toàn bộ các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.